Cập nhật chuyển động bóng đá trên Giấc Mơ Bóng Đá TV. Chuyển nhượng bóng đá 3/12, MU thay hết hàng công, Real ký siêu tiền đạo. MU lên kế hoạch thay máu, hàng công, Real có cơ hội lớn chiêu mộ siêu tiền đạo hay đi mùa ấn định tương lai là những tin chính của chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay 3 tháng 12. Theo tờ Bild, tân thuyền trưởng MU Ralf Rangnick đã đưa 4 ngôi sao tấn công vào tầm ngắm. Những cái tên này bao gồm Erling Haaland, Timo Werner, Amadou Haidara và Christopher Nkunku. Chiến lược gia người Đức rất tự tin ở những thương vụ này khi ông có nhiều mối quan hệ và tầm ảnh hưởng tại Bundesliga. AS đưa tin, tiền đạo Robert Lewandowski đã cử người đại diện liên hệ để chuyển đến Real Madrid. Tuyển thủ Ba Lan đã không còn hứng thú với cuộc sống tại Đức và đang tìm kiếm thử thách mới trước khi kết thúc sự nghiệp. Đáng chú ý, người đại diện của Levy là Pini Zahavi cũng đại diện cho hậu vệ David Alaba, người vừa chuyển đến Bernabeu từ Bayern. Người đại diện của Almond Dimbo đã đưa ra lời khuyên rằng tiền đạo này không nên gia hạn với Barcelona, Mundo Deportivo cho biết. Tuyển thủ Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào kỳ chuyển nhượng hè năm sau và có nhiều cơ hội để tăng thu nhập nếu rời Camp Nou. Theo El Nacional, Liverpool đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với tiền vệ Isco của Los Blancos. Tuyển thủ Tây Ban Nha từng được liên hệ bởi nhiều đội bóng Anh, nhưng việc sa sút phong độ đã khiến anh không còn nhận được sự quan tâm. Sau chiến thắng vừa qua trước Genoa, tiền đạo người Thụy Điển tiết lộ anh chuẩn bị gia hạn với AC Milan. Hiện tại, giao kèo của chân sút kỳ cựu này còn thời hạn chỉ hơn 6 tháng.